4 máy bay Sukhoi-35 hộ tống ông Putin tới Iran dự lễ tang Tổng thống Raisi. Mỹ chưa xác định rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay trực thăng khiến Tổng thống Iran tử nạn. Ukraine nói lực lượng Wagner có nhiệm vụ mới khi cơ sở dầu khí Nga liên tục bị tấn công. Trung tâm sửa chữa vũ khí cho Ukraine tại Slovakia đứng trước nguy cơ bị đe dọa. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 21 tháng 5, hãng thông tấn Mơ của Iran dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Iran tham dự lễ tang của cố Tổng thống Ibrahim Raisi. Với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, trong đó có sự hộ tống của 4 máy bay chiến đấu Sukhoi-35, trước đó ngày 20 tháng 5, Điện Kremlin đã cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới Tổng thống tạm quyền Iran Mohammad Mobar và toàn thể người dân Iran trước sự ra đi của Tổng thống Ibrahim Raisi trong vụ rơi trực thăng ngày 19 tháng 5. Ông Putin gọi ông Raisi là một đối tác tin cậy, người đã có đóng góp cá nhân vô giá cho quan hệ song phương Nga-Iran. Thông báo của Điện Kremlin cho biết, cả hai bên đều nhấn mạnh mong muốn chung là kiên định tăng cường hơn nữa tương tác toàn diện giữa Nga và Iran vì lợi ích của người dân hai nước. Hãng thông tấn RIA của Nga cũng dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết Moscow sẵn sàng hỗ trợ Iran điều tra vụ tai nạn. Cùng ngày 21 tháng 5, Iran đã thông báo về lịch trình lễ tang cố Tổng thống Ibrahim Raisi sau khi ông và đoàn tháp tùng tử nạn trong một vụ rơi máy bay trực thăng tại tỉnh đông Azerbaijan. Theo Phó Tổng thống Iran Mohsen Mansouri, lễ tang cố Tổng thống Ibrahim Raisi sẽ diễn ra ở các thành phố Tabi, Qom, thủ đô Tehran, Bizan và Mahas từ ngày 21 đến 23 tháng 5. Thi hài của ông Raisi sẽ được chôn cất tại Thánh địa Hồi giáo Imam Reza ở thành phố Mahas, đông bắc Iran vào tối 23 tháng 5. Cụ thể, thi hài của ông Raisi sẽ được đưa từ thành phố Tabi về Trung tâm Giáo sĩ Người City ở Qom trong ngày 21 tháng 5 trước khi được chuyển đến Tehran. Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei tổ chức buổi lễ cầu nguyện để tiễn biệt ông Raisi tại Tehran vào tối 21 tháng 5. Trước khi tiến hành các nghi thức liên quan khác, thi hài cố Tổng thống Raisi sau đó sẽ được đưa về Mahas, quê hương của ông. Do nhu cầu tham dự lễ tang của người dân ở nhiều tỉnh thành, Bộ Giáo dục Iran đã hoàn tất các kỳ thi của học sinh trong các ngày từ 21 đến 24 tháng 6. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã tuyên bố 5 ngày quốc tang để tưởng nhớ Tổng thống Raisi. Rất đông dân chúng đã tập trung tại thành phố Tabriz, tây bắc thủ phủ của tỉnh đông Azerbaijan, trong khi hàng nghìn người mang theo những bức chân dung của cố Tổng thống Raisi đã có mặt tại quảng trường trung tâm Valia ở thủ đô Tehran để tưởng nhớ chính trị gia này. Trong một cuộc họp báo mới đây, Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay trực thăng khiến Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, Ngoại trưởng Hossein Ami Abdollahian và một số quan chức khác tử nạn. Ông Kirby nói, nguyên nhân của vụ tai nạn tất nhiên là chưa rõ ràng, ít nhất là chưa rõ ràng đối với chúng tôi, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Iran một lần nữa tìm cách đổ lỗi cho Mỹ về những vấn đề do chính họ gây ra. Phi công thử nghiệm trực thăng danh dự của Nga, ông Vadim Bazizkin, nói với Sputnik rằng trực thăng của Tổng thống Iran Raisi là loại Bell 212 do Mỹ sản xuất, phương tiện đã lỗi thời nhưng rất đáng tin cậy, có thể được trang bị động cơ mới. Tổng thống Ibrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Ami Abdollahian của Iran đã qua đời trong vụ tai nạn rơi máy bay trực thăng ở tỉnh đông Azerbaijan hôm 19 tháng 5. Chiếc trực thăng này đã hạ cánh khó khăn sau khi sự cố do sương mù dày đặc gần thành phố Jodhpur, cách thủ đô Tehran khoảng 600 km về phía tây bắc. Theo chuyên gia Vadim Bazizkin, phi công thử nghiệm trực thăng kỳ cựu của Nga, khi đi vào khu vực có sương mù dày đặc, các phi công của máy bay trực thăng của ông Raisi buộc phải tính toán độ cao an toàn. Theo ông, chiếc trực thăng này dường như đã bay dưới độ cao cho phép. Vị chuyên gia nhấn mạnh, sương mù thường chỉ dày 300 đến 500 mét, đáng lẽ ra các phi công phải kiểm tra chi tiết xem có cơ hội hạ cánh hay không, nếu không thì đáng lẽ ra họ phải bay trở lại, không còn lựa chọn nào khác.
Trong khi đó, điểm yếu nhất của trực thăng là không có nhiều phi công có thể bay trong thời tiết xấu. Đề cập đến khuyết điểm kỹ thuật có thể xảy ra trên trực thăng Bell 212 do Mỹ sản xuất của ông Raisi, ông Bazdyskin nhấn mạnh rằng an ninh là ưu tiên hàng đầu khi nói đến phương tiện của Tổng thống. Ông nói thêm rằng, dù trực thăng của Tổng thống là phương tiện rất đáng tin cậy, nhưng đã lỗi thời, nhưng nó gần như chắc chắn đã được trang bị động cơ mới vì lý do an ninh. Vị chuyên gia kết luận, vì vậy không nên đổ lỗi cho vấn đề kỹ thuật gây ra vụ tai nạn của ông Raisi. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine CNR mới đây cho biết, sau các cuộc tấn công thành công và có hệ thống của máy bay không người lái Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga, Moscow phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu và phải nhờ Belarus hỗ trợ. CNR là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, được thành lập sau khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hơn 2 năm trước. Theo CNR, Mỹ được cho đang tích cực tăng cường cung cấp nhiên liệu cho Nga. Phía Ukraine nói rằng các nhà máy lọc dầu của Belarus dường như gia tăng sản xuất nhiên liệu và cấp cho Nga bằng các chuyến hàng đường sắt. CNR cho biết, các thành viên của công ty quân sự Wagner cùng với các tiểu đoàn an ninh của Bộ Nội vụ Nga đã được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho những chuyến hàng này. CNR cho rằng, các cuộc tấn công của Ukraine đã tạo ra lỗ hổng trong nguồn cung năng lượng của Nga và sự hỗ trợ của Belarus có thể không đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Hiện tại, cả Nga và Belarus chưa thể bình luận về thông tin mà Ukraine cung cấp. Thời gian gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho nhiên liệu của Nga ngày càng gia tăng, khi Kiev muốn ngăn chặn nguồn cung cấp nhiên liệu thiết yếu của quân đội Moscow, gây áp lực lên xương sống của nền kinh tế Nga. Bloomberg dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho rằng, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga hồi đầu năm nay đã làm giảm 14% công suất lọc dầu của phía Moscow. Giữa tháng 3 năm nay, giá nhiên liệu trong nước của Nga tăng 20-30% và Điện Kremlin đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Ukraine đẩy mạnh phát triển vũ khí không người lái tầm xa để tấn công mục tiêu của Moscow mà không vi phạm lệnh cấm sử dụng vũ khí phương Tây bắn vào lãnh thổ Nga. Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington không ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Washington lo ngại chiến dịch tấn công của Ukraine vào huyết mạch kinh tế Nga sẽ khiến giá năng lượng tăng mạnh, gây bất ổn cho thị trường dầu toàn cầu. Hôm 15 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một lần nữa khẳng định Mỹ không khuyến khích hay cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga và điều đó tùy thuộc vào quyết định của Kiev. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine, Dmytro Kuleba, ông Blinken cho biết, chúng tôi không khuyến khích hay cho phép các cuộc tấn công bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Cuối cùng, Ukraine phải tự đưa ra quyết định về cách thức tiến hành cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine những trang thiết bị cần thiết để thành công và để giành chiến thắng. Theo Bloomberg, giá dầu tăng vào năm bầu cử sẽ là yếu tố gây tác động tiêu cực tới cơ hội tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 11 tới. Ukraine tuyên bố sẽ lắng nghe lời kêu gọi của các nước phương Tây về việc ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga, nhưng với điều kiện họ phải tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev. Sau khi nhóm Wagner thực hiện âm mưu nổi loạn bất thành vào tháng 6 năm 2023, chính quyền Nga đã cho phép các thành viên của nhóm này lựa chọn giữa việc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc chuyển sang Belarus. Hồi tháng 4 năm nay, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov thông báo lực lượng đặc nhiệm Akhmat của khu vực này sẽ thu nhận 3.000 cựu thành viên nhóm Wagner. Trong khi các cường quốc phương Tây liên tục gửi vũ khí đến Ukraine, số phận của cơ sở sửa chữa vũ khí mà châu Âu thành lập để hỗ trợ Kiev tại Slovakia có thể đang bị đe dọa. Cụ thể, theo đài phát thanh Sputnik, Đức và Slovakia đang đàm phán gia hạn hợp đồng thuê một trung tâm sửa chữa tại Slovakia để phục vụ sửa chữa các phương tiện quân sự mà Đức và Pháp cung cấp cho Ukraine. Cơ sở này được xây dựng vào năm 2022 bởi một nhà thầu quốc phòng châu Âu tên KNDS, liên doanh nhà sản xuất vũ khí Krauss Maffei Wehrmann của Đức và nhà sản xuất vũ khí Nectar System của Pháp. Hợp đồng thuê cơ sở này sẽ hết hạn trong năm nay và dự kiến được các bên gia hạn. Tuy nhiên, theo cố vấn quốc tế kiêm cựu quân nhân Mỹ Red Rasmussen, trong khi tất cả các bên liên quan dường như ủng hộ việc gia hạn hợp đồng thuê, thì rất nhiều vấn đề phức tạp đã phát sinh kể từ khi kế hoạch này được triển khai cách đây 2 năm. Ông Rasmussen giải thích, sau khi cơ sở sửa chữa vũ khí do KNDS xây dựng được hình thành trước khi Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Peter Pellegrini được bầu. Thế nhưng, cả hai nhân vật này đều lên tiếng ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine và không ủng hộ viện trợ quân sự thêm cho chính quyền Kiev.
Thủ tướng Fico đã ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi các chính phủ trước đây của Slovakia đồng ý chuyển giao vũ khí hạng nặng, bao gồm máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không S-300 cũng như các phương tiện chiến đấu và giả phá bom mìn tới Ukraine. Thủ tướng Fico nhấn mạnh ông ủng hộ các nỗ lực nhân đạo và tái thiết, đồng thời ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine. Cố vấn Rasmussen nhận định, vì vậy, chúng ta có thể chứng kiến một sự thay đổi hoàn toàn, cả từ phía Tổng thống cũng như phía Quốc hội và Thủ tướng kể từ khi hợp đồng được ký kết. Theo ông Rasmussen, vụ tấn công Thủ tướng Fico gần đây cũng có thể làm phức tạp thêm tình hình này. Vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Fico do Juraj Szintula, một người đàn ông 71 tuổi, bất đồng quan điểm với các chính sách của ông Fico, đặc biệt liên quan đến việc viện trợ quân sự cho Ukraine, vận chuyển vũ khí đến Kiev thực hiện. Quyết định của Thủ tướng Fico về việc tạm dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine sau chiến thắng bầu cử của ông đã gây ra phản ứng dữ dội, được cho là đã thúc đẩy hành động của thủ phạm Szintula. Trước tình hình rối ren tại Slovakia, ông Rasmussen kết luận hợp đồng thuê cơ sở KNDS có thể sẽ được gia hạn, trong khi Bratislava có thể sẽ tiếp tục phản đối việc gửi vũ khí của Slovakia tới Ukraine. Vị chuyên gia cho biết, theo tôi, Slovakia sẽ rất thận trọng về loại hệ thống vũ khí nào thực sự được sửa chữa ở đây. Trong ngày 20 tháng 5, truyền thông Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh lực lượng phòng không nước này bắn hạ một tên lửa sở tôm Shadow của Ukraine tại vùng Lugansk. Theo Aviapro, trong đoạn video, tên lửa phòng không Nga chưa xác định rõ chủng loại đã đánh chặn thành công tên lửa tầm xa của Ukraine và một quả cầu lửa khổng lồ đã xuất hiện sau đó. Một nguồn tin cho biết, mục tiêu của đợt tập kích là tòa nhà từng được sử dụng làm học viện của Bộ Nội vụ ở Lugansk. Kể từ đầu năm nay, Ukraine đã tăng cường các đợt tập kích bằng tên lửa tầm xa và UAV nhắm vào các mục tiêu quân sự, cơ sở năng lượng và nhà máy lọc dầu của Nga. Tính riêng trong tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đánh chặn 4 tên lửa Storm Shadow ở bán đảo Crimea. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được so sánh với tên lửa chiến thuật ATAK do Mỹ sản xuất. Tên lửa này có chiều dài 5,1m, sải cánh 3m, đường kính thân 0,48m, nặng 1,3 tấn, tốc độ tối đa 1.000 km/h, tầm hoạt động hơn 250 km. Storm Shadow sử dụng đầu đạn nổ đa chức năng 450 kg, cho phép đối phó với nhiều mục tiêu. Điểm nổi bật của Storm Shadow là công nghệ dẫn đường quán tính INS, hệ thống định vị toàn cầu GPS và hệ thống dẫn đường tham chiếu địa hình, cho phép người điều khiển lập trình chính xác đường bay tới mục tiêu. Sau khi được phóng đi, tên lửa này sử dụng cách tiếp cận tàng hình ở tầm thấp để tránh bị radar của đối thủ phát hiện.